Bệnh nhi 13 tháng tuổi tử vong vì adenovirus dù không bệnh nền. Trong số hơn 3.100 ca mắc adenovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã có 9 ca tử vong. Mới nhất là bệnh nhi 13 tháng tuổi mắc adenovirus tử vong dù có tiền sử khỏe mạnh, gia tăng trẻ mắc adenovirus. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết từ đầu năm đến nay, bệnh viện này ghi nhận hơn 3.130 ca mắc adenovirus, trong đó 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với con số báo cáo cách đây ít ngày. Ca bệnh có xu hướng tăng nhanh theo từng tuần từ giữa tháng 9 đến nay. Trong thời gian từ 12 đến 18/9, bệnh viện chỉ ghi nhận 168 ca mắc, nhưng từ 26/9 đến 2 đến 10 đã ghi nhận gần 1.150 ca. Chỉ trong 3 tuần, viện này ghi nhận gần 2.900 trẻ nhiễm virus này. Bệnh nhân chủ yếu trong độ tuổi 1 đến 3 tuổi. Riêng bệnh nhân có địa chỉ tại Hà Nội chiếm tới hơn 70% tổng số bệnh nhân. Theo Phó Giáo sư Điển, số ca mắc mới, ca nặng chưa dừng lại dù tốc độ gia tăng có dấu hiệu đi ngang. Hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho khoảng 300 ca mắc adenovirus, trong đó hơn 40 ca nặng, nguy kịch với 6 bệnh nhân thở máy, 2 ca ECMO, tim phổi nhân tạo, 2 ca lọc máu, 35 ca thở oxy. Bệnh nghi nhiễm adenovirus có triệu chứng sốt cao liên tục từ 3 đến 4 ngày, kém đáp ứng thuốc hạ sốt. Những trẻ có bệnh lý suy giảm miễn dịch, bệnh nền có nguy cơ viêm phổi, suy hô hấp. Liên quan đến 9 ca tử vong do adenovirus tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Phó Giáo sư Điển cho biết có 4 trẻ mắc bệnh nền như tim bẩm sinh, ung thư, viêm não, suy đa tạng, 3 bệnh nhân mắc bệnh cấp tính, đồng nhiễm các virus, vi khuẩn khác. Sáng 3 tháng 10, bệnh viện ghi nhận 1 ca tử vong là trẻ 13 tháng tuổi có tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền. Trẻ có tổng thời gian điều trị, thở máy gần 50 ngày, giai đoạn cuối được điều trị theo hướng sơ phổi, bội nhiễm, Phó Giáo sư Điển nói. Tương tự, tại khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, gần 50% số trẻ đang điều trị tại đây được xác định là nhiễm adenovirus, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Đến nay, bệnh viện này ghi nhận 84 ca, tuần qua có 57 ca điều trị nội trú, với 5 ca nặng, nguy kịch phải hỗ trợ hô hấp. Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 ghi nhận 13 ca bệnh mắc adenovirus, trong 9 ca đang điều trị, có 2 ca thở máy hỗ trợ. Tại các bệnh viện, Thanh Nhàn, Hà Đông, tiếp nhận gần 40 bệnh nhi nhiễm virus này từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển về hoặc từ các bệnh viện tư nhân. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết đến nay Hà Nội ghi nhận hơn 2.300 bệnh nhân nhiễm adenovirus, có 16% bệnh nhân đang điều trị, không xét nghiệm tràn lan adenovirus. Chiều 3 tháng 10, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã chủ trì cuộc họp về công tác thu dung, điều trị bệnh nhi mắc adenovirus. Tại đây, các chuyên gia cho rằng việc xét nghiệm phải có chỉ định của bác sĩ, không xét nghiệm tràn lan. Phó giáo sư Điền lưu ý việc xét nghiệm phải có chỉ định của bác sĩ, không phải theo nhu cầu của người dân. Chỉ định này phải tùy theo từng đặc điểm lâm sàng như ho, sốt, viêm đường hô hấp, tổn thương phổi, bệnh lý nền, đặc biệt là có yếu tố dịch tễ, nguồn lây của bệnh nhi mới nên làm. Đánh giá về tình trạng người dân đổ xô đi xét nghiệm cho con vì lo ngại mắc adenovirus, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng việc cha mẹ thấy con hơi ho sốt đã đưa đi xét nghiệm adenovirus là điều không nên vì vừa tốn kém vừa không mang lại nhiều ý nghĩa trong điều trị. Phó giáo sư Dũng cũng lưu ý để đọc được kết quả xét nghiệm, các bác sĩ còn phải dựa trên tình trạng bệnh hiện tại để chuẩn hóa kết quả xét nghiệm. Đó là còn chưa kể đến nguy cơ, xét nghiệm sai, gây dương tính giả, không nhiễm adenovirus nhưng kết quả dương tính, hoặc âm tính giả, nhiễm adenovirus nhưng kết quả âm tính. Đặc biệt với các xét nghiệm nhanh, độ nhạy và độ đặc hiệu không cao. Adenovirus là một virus rất phổ biến, thế giới đã biết từ lâu. Nó là một trong rất nhiều loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp. Adenovirus chủ yếu chỉ gây nhiễm trùng hô hấp trên và bệnh thường rất nhẹ. So với virus khác như cúm, COVID-19, adenovirus rất bình thường. Tất nhiên, khi người mắc các bệnh nền thì nhiễm virus nào cũng có nguy cơ tiến triển nặng, Phó giáo sư Dũng nói. Phó giáo sư Dũng khuyến cáo người dân nên đưa con đến các cơ sở y tế thăm khám. Với adenovirus, trẻ mắc bệnh nhẹ có thể tự điều trị tại nhà và sẽ khỏi sau một vài ngày hoặc một vài tuần.